Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, phụ nữ vốn là vai yếu mỏng manh, thế nhưng những clip chị em ra tay chấn áp tội phạm dưới đây thì có lẽ sẽ phần nào thay đổi suy nghĩ của quý vị. Nữ nhân viên ngân hàng lao vào giúp bảo vệ bắt tên cướp ngân hàng có súng đỉnh của chóp, cứ phải gọi là rắc đến nhà thì đàn bà cũng đánh nhé. Theo đó thì lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 17 tháng 4, Phát vào phòng giao dịch ngân hàng Sacombank trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng. Bất ngờ, đối tượng rút ra khẩu súng uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi lấy được ba lô tiền, đối tượng rời đi, nhưng mà lúc này thì nhân viên bảo vệ đã nhanh trí bấm khóa cửa và bấm chuông báo động. Phát chĩa súng về phía bảo vệ yêu cầu mở cửa. Lợi dụng lúc đối tượng quay sang chỗ khác, nam bảo vệ cùng với một số vị khách đang giao dịch bất ngờ lao tới vật lộn, khống chế tên cướp. Công an cũng nhanh chóng có mặt và bắt giữ đối tượng. Đoạn clip trấn áp tên cướp được camera của ngân hàng ghi lại. Đặc biệt nhiều người tỏ ra phấn khích khi xem lại hình ảnh một nữ nhân viên cũng chung tay lao vào giúp lực lượng bảo vệ bắt tên cướp táo tợn. Được biết, vụ việc làm nam bảo vệ bị thương nhẹ. Đối tượng Phát cũng bị thương ở đầu. Công an đã thu giữ tang vật gồm có một khẩu súng dạng rulo, 6 viên đạn, hơn 700 triệu đồng tiền mặt. Phát khai có vay hơn 20 triệu đồng của một công ty tài chính nhưng không có khả năng trả. Bản thân và gia đình Phát nhiều lần bị đòi nợ. Do cần tiền, Phát lên mạng đặt mua súng rồi đi tìm địa điểm để cướp. Phát đã chạy dọc quốc lộ 13 để tìm ngân hàng và chọn phòng giao dịch ngân hàng Sacombank làm con mồi. Trước khi gây án, đối tượng đứng trước ngân hàng để quan sát, để chờ cơ hội thuận lợi nhất. Vụ án trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ đang nhen nhóm ý định cướp ngân hàng. Lưới chơi lông lộng, phạm tội thì sẽ phải chịu bản án thích đáng của pháp luật. Bạn trai bị cướp tấn công, cô gái lao ra tung cước giải vây. Thấy bạn trai bị bắt nạt, cô gái lao ra tung cước giải vây khiến cho ai cũng trầm trồ. Bạn trai chị có thể hiền, nhưng mà chị thì đừng có đùa. Cụ thể là một đôi nam nữ điều khiển xe máy đang dừng sát lề đường. Ngay sau đó, nam thanh niên ngồi im trên xe, còn cô gái thì chạy vào một cửa hàng ở ngay gần đó. Trong lúc đợi bạn gái, nam thanh niên đã lôi điện thoại ra xem. Tuy nhiên, hành động này đã rơi vào tầm ngắm của hai tên cướp. Sau khi mà áp sát được nạn nhân, tên ngồi sau nhẹ nhàng giật đi chiếc điện thoại trên tay nam thanh niên. Điều đáng nói, sau khi giật xong, chúng còn ngang nhiên giằng co với nạn nhân để cướp chiếc xe máy. Phát hiện ra sự việc, cô gái từ trong nhà lao ra, ôm cổ rồi quật ngã tên cướp xuống đất, đồng thời hô hoán để người dân tới hỗ trợ. Thấy đồng bọn bị khống chế, đối tượng trộm cướp còn lại đã nhanh chân cho xe máy rời khỏi hiện trường. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến bình luận. Người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động táo tợn của hai tên cướp. Bên cạnh đó thì nhiều ý kiến cũng khen ngợi hành động dũng cảm của cô gái. Cô gái tung cước hạ gục hai tên cướp túi xách ở ngay giữa phố. Đang thong dong mở cửa xe ô tô bước xuống, bất ngờ gặp tên cướp ngay lao vào giật mất chiếc túi xách vừa mới tậu. Không một chút run sợ, cô gái đã tung cước tặng cho hai tên cướp một cú đá chơi dáng để giăng lại chiếc túi của mình. Nào, ai bảo phụ nữ là dễ bắt nạt? Hình ảnh ghi lại cho thấy hai thanh niên điều khiển xe máy dừng ở gần một chung cư để chờ đợi con mồi. Khi cô gái vừa bước ra khỏi ô tô, một tên cướp đã chạy tới, giật lấy chiếc túi xách vừa mới mua. Điên tiết cộng thêm sự tiếc của cô gái, nhanh chóng giằng lại chiếc túi rồi tung ra hai cú đá vào bụng hắn. Thấy đồng bọn bị đánh gục, tên còn lại chạy tới định tấn công cô gái. Tuy nhiên cô nàng vẫn né được đòn. Thậm chí khi bị đối phương ôm chặt từ phía sau, cô gái đã khéo léo xoay chuyển rồi quật ngã tên cướp xuống đất. Đúng là bài học thích đáng cho tên cướp táo tợn. Đừng tưởng chị em phụ nữ là dễ bắt nạt, thích làm gì thì làm nhé. Nữ nhân viên phi thân qua tủ kính bắt tên cướp dây chuyền vàng. Để đòi lại vàng sẵn sàng tác chiến, một hành động vượt qua tủ kính đuổi theo tên cướp vô cùng mãn nhãn đến từ nữ nhân viên tiệm vàng. May quá tóm được tên cướp, không thì tháng này trừ mất nửa tháng lương rồi. Sự việc xảy ra tại một tiệm vàng ở Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy một nam thanh niên vào tiệm vàng hỏi mua một sợi dây chuyền. Sau khi được nữ nhân viên đưa cho một sợi dây chuyền vàng đắt tiền, anh chàng này đeo thử lên cổ và nhanh chóng bỏ chạy. Trước hành động của nam thanh niên, nữ nhân viên tỏ ra khá hoảng hốt. Tuy nhiên, cô gái này đã nhanh chóng treo qua tủ kính rồi đuổi theo tên cướp. Nhờ có sự trợ giúp của các đồng nghiệp và khách mua hàng tại thời điểm đó, nữ nhân viên đã bắt được tên cướp. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ghi lại sự việc, ngay lập tức nhận được sự chú ý, quan tâm. Nhiều người tỏ ra thích thú với video và để lại lời khen ngợi cho hành động dũng cảm của cô gái. Cứ tưởng thấy người ta xinh mà bắt nạt à?
võ công thâm hậu lắm nha. Đáng đầu tên cướp, cứ phải gặp nữ cao thủ như thế này mới biết mặt. Nghìn like cho cô gái dũng cảm. Bà mặc váy mà bà trèo ác thật, nể quá nha. Vụ việc trên một lần nữa cho thấy về tệ nạn trộm cắp hiện nay, không chỉ ở Trung Quốc hay các quốc gia khác, mà tại Việt Nam thực trạng cướp giật, cụ thể là cướp giật ở tiệm vàng đang ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không lơ là chủ quan, đặc biệt là khi phát hiện đối tượng có biểu hiện tình nghi. Bị giật túi sách, cô gái tung cước đá thẳng vào mặt tên cướp. Hay một vụ việc khác cũng tương tự là bị giật túi sách, cô gái đã lên gối tung cước đạp thẳng vào mặt tên cướp. Đoạn clip ghi lại cảnh một tên cướp túi sách bị bắt tại trận đang nhận nhiều sự quan tâm chú ý. Cụ thể là một cô gái đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên giật đi chiếc túi sách. Ngay sau đó, những người dân có mặt trên phố đã lao tới tóm gọn tên cướp. Trong clip thì tên cướp mặc áo vàng đang quỳ gối trên phố, xung quanh có rất đông người theo dõi sự việc. Có lẽ do quá tức giận vì bị giật túi sách nên cô gái đã tung cú đá trúng vào mặt tên cướp. Chứng kiến sự việc, một người đàn ông mặc áo xanh đã lao vào can ngăn. Được biết sự việc xảy ra trên một con phố ở Brazil. Cô gái tắt thẳng tay người đàn ông có hành vi sờ soạng trong thang máy. Cũng là mặc váy, đi dép cao gót đấy. Nhưng mà phát tát trời giáng cộng thêm với quả giơ chân lên đá thẳng vào chỗ hiểm khi bị tên xấu dở trò trong thang máy của nữ cường nhân khiến ai cũng phải nể. Cụ thể, cư dân mạng Trung Quốc vô cùng hào hứng truyền tay nhau một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ cường nhân hạ đo ván tên yêu dâu xanh vô tình đụng độ trong thang máy chỉ sau 5 giây. Trong đoạn video thì một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền thục đứng trong thang máy đang cắm cúi nhìn màn hình điện thoại. Đột nhiên, gã đàn ông mặc đồ đen bên cạnh đi vòng ra đằng sau và tìm cách áp sát khiến cô giật mình. Có lẽ linh tính thấy điều chẳng lành thì người phụ nữ liền đứng sang một góc khác và nhanh chóng cất điện thoại vào túi sách. Gã đàn ông kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục tiến lại gần người phụ nữ trước mặt, thậm chí còn luồn tay qua vai cô. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ được rằng người phụ nữ ấy lại có phản ứng vô cùng dữ dội. Cô lập tức hất tay gã đàn ông xấu xa ra khỏi người mình, sau đó vung tay tặng hắn một cái bạt tay đau điếng. Trong lúc kẻ xấu còn chưa kịp hoàn hồn, nữ cường nhân đã giơ chân đá mạnh vào chỗ hiểm khiến hắn ta choáng váng. Trước khi rời đi, người phụ nữ đáng ngưỡng mộ lại tiếp tục bồi thêm một cú lên gối khá mạnh và hạ gục hoàn toàn gã dê xồm chỉ trong vòng 5 giây. Sự bình tĩnh và ba đòn quyết đoán của người phụ nữ đầy bản lĩnh đã khiến cô được nhiều người tán dương. Quý vị nghĩ sao về vụ việc trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho chúng tôi. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.